Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình carbon Pision. Vâng, đây là một dòng địa hình giá rẻ tại cửa hàng em. Địa hình carbon giá rẻ các bác nhé. Với cấu hình cực tốt và giá cũng cực tốt, chỉ tầm hơn 6 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe carbon như này rồi. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có màu tông màu đen. Và điểm nhấn là những vết chỉ trắng, chỉ sơn trắng và xanh đây. Rất là khỏe các bạn nhé. Xe carbon. Vâng, và đây là một chiếc xe Pision CA 700. Xe có một giá cực tốt và khung rất tốt các bạn nhé. Khung rất là đẹp đây. Màu hợp lý. Vâng. Yên của zoom. Cọc yên của zoom các bác nhé. Yên thì rất là mới của nguyên bản nguyên zin của Bizion. Vâng. Yên rất là mới các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này mới trên 95%. Hầu như là hình như là chưa đi các bạn. Đây là hình thức lốp của xe. Lốp xe nguyên bản về là sẽ là như thế này. Và rất ít đi. Líp này, líp rất là sáng và bóng này. Phía bên trên xe thì là một ghi đông. Ghi đông khá là dài, dành cho dòng địa hình đồ đèo. Bộ tay nắm đây các bác thấy. Nguyên bản của xe có màu màu xanh đen. Bộ tay lắc, tay bấm xả của Shimano. 1 đến 8, 8 tốc độ. Và bên tay phải bên này thì là của bên đĩa. Tay bấm của bên đĩa cũng 3 tốc độ là 24 các bác nhé. 24 tốc độ thay đổi chiếc xe này. Đây là những logo trên xe. Nước sơn rất sáng và bóng, rất ít những vết xước. Hầu như mắt thường của em thì không thấy vết xước nào cả. Vẫn là dây âm sườn cao cấp. Vâng, là chiếc xe chỉ có 6 triệu 2 có thể sở hữu một chiếc xe full carbon. Xe carbon, địa hình carbon. Chiếc xe cũng phù hợp các bác mà mua cho con đi học, rất hợp lý. Dây âm sườn đến đây các bác nhé. Đùi đĩa Pro View, đùi đĩa hiệu này. Đây là bộ phanh của xe. À, bộ giảm sóc của xe đây, cũng nguyên bản của Bizion. Em sẽ quay thông số lốp. Lốp của CST nguyên bản theo xe 26 x 1,95. Và bộ vành có trang bị phản quang các bạn nhé. Bộ vành phản quang. Đây là nguyên khối nhé, không phải là lắp thêm. Không phải dán vào. Đây là nguyên vành như thế. Đi những đường tối các bác khi mà có đèn thì sẽ phản quang ánh sáng lại. Tránh tai nạn. Ở đây bộ phanh. Phanh đĩa cơ. Phanh đĩa cơ theo xe đây. Giờ sẽ đo chiều cao xay đứng của xe. Trên khung xe có ghi carbon fiber đây. Khung carbon. Xe có chiều cao xay đứng là 45. Phù hợp các bác dưới 1m7 các bác nhé. Trên 1m6. Sẽ đi vào chuyển động. Lên lít. Chuyển động rất là tốt. Phủ đề của Shimano Tourlay TX.
xuống. Bên tay phải là bên đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, đùi đĩa Brew. Rồi trận đấu rất là tốt. Phanh phanh đĩa cơ. Trận đấu rất tốt các bạn nhé. Hầu như chiếc xe này hoạt động rất tốt. Và một mức giá 6,2 triệu các bác có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Một chiếc xe full carbon. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa anh em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.